Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 38. Lý Minh Hiên thì khác, Lý Minh Hiên là người tương đối trí thức, anh ta giỏi trong việc lập chiến lược và đánh giá tình hình hơn, từ đó kết bạn với mình, điều mà người anh em không thể làm được. Chỉ cần Lý Minh Hiên bình an vô sự, mọi chuyện đều có thể nói được. Cùng lắm là anh đầu tư một khoản tiền vào Lý Minh Hiên, khả năng là 2 năm sau sẽ nổi lên một gia tộc lớn. Nếu Lý Minh Hiên không may chết trong cuộc chiến gia tộc này, Dương Tiêu sẽ phát điên. Anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên phải trả giá bằng máu, anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên cảm nhận được thế nào là nỗi kinh hoàng của thế gian. Long Ảnh không tiện can thiệp vào chuyện của các nhà quyên thê, nhóc Dương, cậu đi đi. Lý Vân Long nói. Cảm ơn ông già, Dương Tiêu trịnh trọng nói. May mãn Lý Vân Long đã kịp thời nói toi anh bia chuyện này, nếu không Dương Tiêu thật sự không biết Lý Minh Hiên đã xảy ra chuyện gì. Anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung lập tức đi theo. Ra ngoài truyền hình Hoa Nghệ, Dương Tiêu nói với Tô Thiên Lung, nhóc Thiên Lung, anh có việc gấp, sợ rằng không thể đưa em về được, trên đường chú ý an toàn, chờ anh về để đô lại tụ tập. Bây giờ anh Dương Tiêu đi đâu? Tô Thiên Lung hỏi theo bản năng. Dương Tiêu không hề giấu giếm, anh định đến bệnh viện trước, chị dâu Mộc Tuyết của em đang nằm viện, anh phải về nói một tiếng. Hả, chị dâu Mộc Tuyết nằm viện? Đúng lúc em cũng không có việc gì, anh Dương Tiêu. Nếu anh đi chị dâu Mộc Tuyết phải làm sao? Hay em đến bệnh viện chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết nhé? Tô Thiên Lung vội vàng nói. Dương Tiêu hơi do dự, sau đó anh nhìn về phía Tô Thiên Lung, thời gian này em không bận. Mặc dù lúc này mẹ anh Hứa Tuệ Nhàn đang ở Đề Độ, nhưng cha anh vừa mới được chôn cất, tâm trạng của mẹ anh nhất định không được ổn định, việc chăm sóc Đường Mộc Tuyết có phần không thích hợp. Tô Thiên Lung là con gái, nếu đến bệnh viện ở với Đường Mộc Tuyết, điều này quả thực khá thích hợp. Năm mới sắp đến rồi, ngoài tham gia một số hoạt động thì trong ngày đầu năm mới không bận việc gì. Anh Dương Tiêu, để em chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết cho. Tô Thiên Lung cầu mong. Mặc dù để cô đến chăm sóc Đường Mộc Tuyết, trong lòng Tô Thiên Lung cũng không phải rất vui vẻ, nhưng Tô Thiên Lung thực sự muốn gặp Đường Mộc Tuyết, xem rốt cuộc Đường Mộc Tuyết là người như thế nào. Được, đi thôi, Dương Tiêu gật đầu. Không lâu sau, Dương Tiêu đưa Tô Thiên Lung đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, Đường Mộc Tuyết vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Thiên Lung, cô kinh ngạc, cô Thiên La Ngổ. Chị dâu Mộc Tuyết, Tô Thiên Lung bước tới khẽ chào cô. Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, anh có việc phải đến Đông Hải một chuyến, em nằm viện giữ sức khỏe, Thiên Lung qua đây ở với Y Mộ, đi Đông Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Minh Hiên đã gặp phải chuyện gì sao? Đường Mộc Tuyết đoán. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, nhà họ Lý ở Đông Hải thay đổi. Vâng, vậy anh mau đi đi, Đường Mộc Tuyết cũng không giả mồm. Cô biết Dương Tiêu và Lý Minh Hiên có quan hệ không bình thường, bây giờ Lý Minh Hiên gặp khó khăn, Dương Tiêu tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ừ, anh đi đây, thời gian không chờ đợi, Dương Tiêu cũng không ở lại lâu. Đường Mộc Tuyết có con nhóc Tô Thiên Lung chăm sóc, Dương Tiêu rất yên tâm. Ra khỏi bệnh viện. Dương Tiêu liên lạc với Hoa Mộ Tranh, giúp tôi tra vé máy bay nhanh nhất đến Đông Hải. Vé, chờ một chút, Hoa Mộ Tranh đáp. Không đến 10 giây, Hoa Mộ Tranh thập giọng nói, chuyên bay. Nhanh nhất đến Đông Hải cũng phải sau 4 tiếng nữa, tàu cao tốc có được không? Được, càng sớm càng tốt, Dương Tiêu thấp giọng nói. Lúc này đã là buổi chiều, nếu đợi máy bay 4 tiếng đồng hồ, cộng thêm hơn 1 tiếng bay, đến được Đông Hải thì ít nhất cũng phải 7-8 tiếng nữa. Dương Tiêu không thể trì hoãn thời gian dài như vậy. Hoa Mộ Tranh kiểm tra vé đường sắt cao tốc, cô nói với Dương Tiêu, một tiếng nữa có một chuyến đến Đông Hải, toàn bộ hành trình mất khoảng 3 tiếng, không có ghế thương gia, có ghế hạng 2. Có cần tôi liên hệ với Sở Giao thông Vận tải đường, sắt cao tốc tìm cho anh một chỗ ngồi tốt không? Không cần đâu, ghế hạng 2 thì, ghế hạng 2. Dương Tiêu nói thẳng. Được, tôi đã đặt chỗ cho anh cầm căn cước đến là có thể đi. Hoa Mộ Tranh nói. Sau khi đặt vé đường sắt cao tốc xong, Dương Tiêu nhân ga đi nhanh về phía ga tàu cao tốc. Lái xe Nai 15, gương mặt của Dương Tiêu ảm đạm như mặt nước. Lý Minh Trạch của nhà họ Lý ở Đông Hải đúng không? Đừng tìm chết, nếu Lý Minh Hiên mất nửa sợi tóc, tôi Dương Tiêu sẽ khiến anh sống không bằng chết. Đồng thời cùng lúc đó, một địa điểm giam giữ ở thành phố Đông Hải. Lý Minh Hiên bị buộc dây treo lên, quần áo của anh bị cởi. Một thanh niên cầm roi ra vụt mạnh vào Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên, Bồ Vân luôn coi trọng anh mà không coi trọng tôi. Lần này, tôi sẽ chứng minh cho Bồ thấy ai mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ nhà. Đấu với tôi, anh là cái thá gì? Thanh niên cầm roi vụt mạnh vào ngực Lý Minh Hiên hai cái. Roi da rất cứng, sau khi rơi xuống, trên ngực Lý Minh Hiên lập tức hiện ra hai vệt rướm máu. Lý Minh Hiên nhịn đau, sắc mặt tái nhợt nói, Lý Minh Trạch, cậu bót hung hăng ngang ngược, Điện Hạ sẽ tới cứu tôi. Điện Hạ, thanh niên tên Lý Minh Trạch nghe xong, anh ta tỏ vẻ khinh thường, Điện Hạ. Anh đang nói đến Dương Tiêu à? Nói cho anh biết, hiện tại Dương Tiêu đang bị nhà họ Dương ở Đề Đô nhằm vào. Nghe nói Dương Tiêu sắp quyết chiến với Lucifer một trong tám thiên sứ rực cháy của Tuyệt Thê Long Môn. Anh ta còn không bảo vệ được mình, còn tới cứu anh. Lý Minh Hiên tỉnh lại đi, không phải tôi xem thường anh ta, nếu Dương Tiêu thật sự tới cứu anh, Hồ NS mẹ nó sẽ ăn phân tự sát tại chối. Thanh niên kia chính là Lý Minh Trạch của nhà họ Lý ở Đông Hải, và là em trai của Lý Minh Hiên. Tuy nhiên, Lý Minh Trạch không cùng mẹ với Lý Minh Hiên, họ là anh em cùng cha khác mẹ. Lúc chủ nhà họ Lý Lý Minh Dương còn trẻ là một thanh niên nổi tiếng đẹp trai lanh lợi ở Đông Hải, có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh ông ta. Loại chuyện này không hiếm thấy. Trong các nhà quyền, thế giàu có, ông lớn nào mà không có vài phụ nữ. Điện Hạ sẽ tới cứu tôi, Lý Minh Trạch, cậu không hề hiểu Điện Hạ, tôi tin Điện Hạ sẽ tới cứu tôi. Khóe miệng Lý Minh Hiên đỏ ngầu, ánh mắt anh kiên định. Tuy rằng chưa từng bộc bạch cảm xúc với Dương Tiêu, nhưng Lý Minh Hiên biết rõ cách làm người của Dương Tiêu. Lý Minh Hiên rất kiên định, Dương Tiêu nhất định sẽ cứu anh ra khỏi biển khổ. Không thể không nói. Lý do chính khiến Lý Minh Hiên trở thành tù nhân cũng là vì Dương Tiêu. Lần trước Dương Tiêu chiến đấu với nhà họ Khương ở Đề Đô, nhà họ Lý ở Đông Hải đã phái gần như toàn bộ quân tiếp viện tinh nhuệ đến Đề Đô, ông già Lý Minh Dương và Lý Minh Hiên cùng ra trận. Từ đó dân đến nội bộ nhà họ Lý ở Đông Hải trồng rồng, nhân cơ hội này, Lý Minh Trạch tung ra một sự thay đổi bất ngờ, anh ta lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chiếm toàn bộ quyền lực của nhà họ Lý ở Đông Hải. Nói thật, Lý Minh Trạch rất thông minh cũng có nhiều mưu mộ, trí tuệ của anh ta cũng không kém Lý Minh Hiên. Chỉ là Lý Minh Trạch luôn hành động bất chấp hậu quả, quá tàn nhẫn, không hề có chút lương tâm đạo đức. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông già Lý Minh Dương không coi trọng Lý Minh Trạch. Muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Lý ở Đông Hải thì phải vừa có đức vừa có tài vẹn toàn, hơi thở ác mãnh liệt trên người Lý Minh Trạch khiến Lý Minh Dương không thích. Sau khi Lý Minh Trạch nắm quyền lực của nhà hệ Lý ở Đông Hải vào tay mình, Lý Minh Hiên và Lý Minh Dương chủ nhà họ Lý không hề hay biết về điều đó. Vì vậy, khi Lý Minh Dương và Lý Minh Hiên trở lại Đông Hải, cả nhà họ Lý ở Đông Hải đã thay đổi hoàn toàn. Lý Minh Hiên bị Lý Minh Trạch giam giữ tại chỗ, còn ông già Lý Minh Dương thì bị Lý Minh Trạch giam cầm một cách tàn nhẫn. Hôm nay Lý Minh Trạch đã phát thiệp mời khắp Đông Hải, mời những người nổi tiếng các tầng lớn ở Đông Hải. Tối nay, anh ta sẽ ép Lý Minh Dương kế thừa vị trí người đứng đầu nhà họ Lý ở Đông Hải cho anh ta. Ép cung, đúng vậy, tối nay Lý Minh Trạch muốn ép cung. Theo Lý Minh Trạch có thể trực tiếp xê chê ông già Lý Minh Dương và Lý Minh Hiên. Tuy nhiên, nhà họ Lý ở Đông Hải có sản nghiệp lớn, trong nội bộ vẫn có không ít người không hài lòng với anh ta. Để có thể danh chính ngôn thuận, để không bị mọi người âm thầm chế giễu, Lý Minh Trạch dự định đêm nay sẽ ép Lý Minh Dương thoái vị, đọc tại. Cậu sẽ không thành công, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng thành công. Lý Minh Hiên nhẫn nhịn sự đau đớn trong cơ thể. Sẽ không thành công, tôi sẽ không thành công. Nếu như thế này mà tôi vẫn không thể ngồi vững vị trí chủ nhà, chẳng lẽ vị trí chủ nhà sẽ do anh kế thừa chắc? 2. Lý Minh Trạch vừa nghe thấy thế, anh ta thẹn quá hóa giận bước tới đâm mạnh vào bụng của Lý Minh Hiên. Phụt! Mỗi động tác của Lý Minh Trạch đều tàn nhẫn, Lý Minh Hiên không kiềm chế được nôn ra máu. Cả người choáng váng ngất xỉu. Cùng lúc đó, Dương Tiêu cầm căn cước bước lên tàu cao tốc đến Đông Hải. Lý Minh Hiên, hãy chống đỡ, đừng. Để xảy ra chuyện gì, Dương Tiêu cầu nguyện cho Lý Minh Hiên. Đúng vậy, Lý Minh Hiên là áo bông nhỏ tri kỷ của anh, còn là bạn bè trên linh hồn của anh. Dương Tiêu không mong muốn khi tới Đông Hải sẽ nhìn thấy cơ thể lạnh băng của Lý Minh Hiên. Lý Minh Trạch, tốt nhất anh không nên tìm chết. Ánh mắt Dương Tiêu cực kỳ u ám. Giờ phút này, Dương Tiêu tràn đầy ý định giết người, nghĩ tới giờ phút này Lý Minh Hiên sống chết không rõ, Dư Tiêu thầm chấn động. Phòng giam giữ bí mật ở Đông Hải. Nhìn thấy Lý Minh Hiên ngất xỉu, Lý Minh Trạch vây tay, đi lấy một chậu nước lạnh.
Vâng, cậu Lý, một tên đàn em cung kính nói. Không lâu sau, người nọ đưa một chậu nước lạnh cho Lý Minh Trạch, Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hiên người đầy vết bầm tím, anh ta cười dữ tợn, anh ta đột nhiên dội chậu nước lạnh lên đầu Lý Minh Hiên. Giờ là mùa đông, bị một chậu nước lạnh dội vào người, tinh thần Lý Minh Hiên bị kích thích, anh choáng váng tỉnh dậy. Tỉnh rồi, vẻ mặt Lý Minh Trạch hung tợn như quỷ. Lý Minh Hiên nhíu mày, lúc này đầu óc anh cũng không tỉnh táo lắm. Lý Minh Trạch bước tới nắm tóc Lý Minh Hiên, anh ta cười dữ tợn nói, Lý Minh Hiên, vị trí chủ nhà là của tôi, cho dù Dương Tiêu có tới cũng không giúp được gì. Khi tôi ngồi vững vị trí chủ nhà, đó sẽ là ngày chết của anh. Bây giờ tôi sẽ tra tấn anh, tôi muốn tra tấn anh đến chết. Người đâu, chuẩn bị muối, rắc lên khắp vết thương trên người Lý Minh Hiên. Vâng, cậu Lý, nhóm đàn em đều nở nụ cười âm u. Họ lấy muối ăn rắc lên người Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đã bị tra tấn 2 ngày, những vết thương trên cơ thể hầu như còn chưa đóng vảy. Khi muối ăn rơi xuống người, cảm giác kích thích mạnh mẽ thực sự hành hạ Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên là một người đàn ông cứng rắn trong xương, luôn đổ máu nhưng không rơi nước mắt. Mặc dù bị Lý Minh Trạch ngược đãi, nhưng Lý Minh Hiên vẫn chưa từng kêu rên. Nhưng khoảnh khắc muối chạm vào vết thương, Lý Minh Hiên không khống chế được nữa hét lên một tiếng thảm thiết. Cảm giác này chắc chắn còn đau hơn cả việc dí bàn ủi cũ đỏ lên người. Tết lắm, chính xác là cảm giác như này. Lý Minh Trạch cười khẩy. Giờ phút này Lý Minh Hiên đau đớn tột cùng, anh muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này, nhưng lúc này Lý Minh Trạch là dao, anh là cá, tất cả mọi thứ không do anh quyết định. Lý Minh Trạch vỗ nhẹ lên mặt Lý Minh Hiên, tốt nhất anh nên cầu nguyện Dương Tiêu có thể tới cứu anh, nếu không anh sẽ không còn bất cứ hy vọng sống sót nào. Tuy nhiên, bản thân Dương Tiêu quả thực cũng khó bảo vệ mình. Trong mắt Dương Tiêu, anh chỉ là nhân vật như con kiên, đừng tưởng mình quá quan trọng, trên thực tế trong mặt Dương Tiêu anh chẳng là gì. Thằng khốn, sắc mặt Lý Minh Hiên rất tái nhợt. Trong mắt Dương Tiêu, mình thật sự không là gì sao? Đáp án là hoàn toàn không. Lúc này, Dương Tiêu đã xếp hàng lên tàu cao tốc, nhưng khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là một thanh niên 25-26 tuổi đang chễm chệ trên ghê của mình. Người thanh niên mặc bộ vest nổi tiếng của Versace, đeo đồng hồ Rolex, toàn thân toát ra khí chất lười thi 1670 biếng, vừa nhìn đã biết là một kẻ ăn chơi trác táng. Người đàn ông này không biết tại sao lại mua ghế hạng 2, anh ta ngồi chỗ ngồi của anh ta, hai chân chếch về chỗ của anh, trông rất thoải mái. Dương Tiêu lấy vé ra đặt trước mặt người thanh niên, anh này, anh chiếm chỗ của tôi, phiền anh tránh một chút. Anh nói gì, chỗ của anh, thanh niên liếc nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ vào tấm vé, đây là chỗ của tôi, phiền anh tránh một chút. Hỏi thanh niên nghe xong, anh ta thờ ơ nói. Nói xong, thanh niên sờ túi, móc ra mấy tờ tiền vài trăm tệ ném vào chân Dương Tiêu, vẻ mặt anh ta khinh. Thường, chỗ của anh tôi muốn rồi, cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Cút đi. Nhìn chằm chằm dáng vẻ tùy tiện kiêu ngạo của thanh niên, vẻ mặt Dương Tiêu ảm đạm đến mức gần như sắp phát ra nước. Lý Minh Hiên sống chết không rõ đã khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận, giờ lại gặp phải một kẻ ăn chơi như này ở trên tàu cao tốc. Nếu hôm nay không cho anh ta một chút sắc mặt, thật sự cho rằng Dương Tiêu này dễ bắt nạt. Nhìn chằm chằm thanh niên vẻ mặt. Dương Tiêu lạnh lẽo, tôi nhắc lại lần cuối, đây là chỗ của tôi. Nghe thấy Dương Tiêu còn dám nói nhiêu, người thanh niên lập tức thẹn quá hóa giận, anh ta liếc nhìn Dương Tiêu lạnh giọng nói, đờ mời tên kia, đầu óc anh thiêu gân hả? Tôi nói, tôi muốn chỗ, ngôi của anh, tôi đã cho anh tiền rồi còn gì? Sao, còn chê ít hai? Nói xong thanh niên móc ví rút ra mấy tờ tiền vài trăm tệ ném xuống đất. Cầm tiền rồi cút, người thanh niên giận dữ mắng. Lúc này trên mặt thanh niên tràn đầy vẻ ương bướng. Chỗ ngồi hạng 2 của Dương Tiêu đến Đông Hải cũng chỉ hơn 300 tệ, đưa cho Dương Tiêu hơn 1.000 tệ, anh ta không tin Dương Tiêu cầm hơn 1.000 tệ mà vẫn không thấy đủ. Đây là chỗ của tôi, vẻ mặt Dương Tiêu vô cùng lạnh lùng. Thái độ kiêu ngạo của đối phương thật sự khiến Dương Tiêu khó chịu, anh rất phản cảm với lời nói và việc làm của thanh niên trước mặt này. Chiếm chỗ ngồi của người khác ném tiền bảo người ta cút, một mình anh ta có tiền chắc. Chỉ mình anh ta biết ném chắc. Điều này khiến Dương Tiêu không khỏi liên tưởng đến vụ chiếm ghế bá đạo chân động cả nước trước đây, chiếm ghế bá đạo kia lấy danh nghĩa chân của mình không nhanh nhẹn cưỡng chế chiếm ghế của người khác, bị cả nước lên án. Tên trước mặt này thì hay rồi, lại dùng tiền chiếm chỗ ngồi của người khác, trong mắt Dương Tiêu, loại hành vi này không khác gì bạo chúa chiếm chỗ ngồi.
Thanh niên nhìn thấy Dương Tiêu còn không cầm tiền cút, anh ta ủ rũ nói, này thì tôi cho anh mặt mũi rồi còn. Mẹ kiếp cho hơn 1.000 tệ rồi, còn chưa biết đủ đúng không? Có tiền rất giỏi hả? Dương Tiêu lạnh lùng hỏi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ đây trong lòng Dương Tiêu đây lửa giận. Đầu tiên Đường Mộc Tuyết bị Đường Long nhắm vào, sau đó Tô Thiên Lung bị Vương Tỉnh nhắm vào, giờ Lý Minh Hiên gặp nạn, không cần phải nói tâm trạng của Dương Tiêu tệ đến mức nào. Thanh niên nhìn chăm chăm Dương Tiêu khinh thường nói, giỏi hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết có tiền thật sự muốn làm gì thì làm. Thật sao, vẻ lạnh lẽo trên mặt Dương Tiêu càng lúc càng mạnh. Lúc này, nhìn thấy Dương Tiêu đối đầu với thanh niên, rất nhiều người ở hàng ghế trước và sau đều nghiêng đầu quan sát. Thấy thanh niên này ném cho Dương Tiêu hơn 1.000 tệ, nhóm người đã rất kinh ngạc. Một chỗ ngồi hạng 2 đến Đông Hải chỉ tốn mấy trăm tệ, bên kia ném cho Dương Tiêu hơn 1.000 tệ, đây không phải số tiền bình thường. Lúc này, một nữ nhân viên phục vụ trên tàu mặc đồng. Phục phát hiện cảnh tượng này vội vàng bước tới can ngăn, hai anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì không vui sao? Chỗ ngồi của tôi đã bị anh ta chiếm mất. Dương Tiêu đưa vé cho nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ xác nhận, vẻ mặt nhìn thanh niên kia hơi xấu xí, đúng là thanh niên trước mặt này đã chiếm chỗ ngồi của Dương Tiêu. Vì vậy, nữ nhân viên phục vụ bước tới lịch sự nói, quý anh này, anh đang ngăn cản anh này ngồi vào chỗ của mình, phiền anh tránh một chút. Nếu tôi không tránh thì sao? Chuyến tàu cao tốc này đến Đông Hải đúng không? Biết tôi là ai không? Tôi tên Cao Tử Thành, dám bảo tôi nhường chỗ, cô chán sống rồi hả? Tin hay không? Chỉ cần một cú điện thoại tội sẽ bán cô cho mỏ than tắn tây, để cho mấy người đàn ông vạm vỡ kia phục vụ cô. Thanh niên nhìn chằm chằm nữ nhân viên phục vụ hung tợn nói. Anh chàng này là Cao Tử Thành. Nghe thanh niên tự nói tên họ, có không ít người ở hiện trường to lớn đã bật thốt lên. Đúng vậy, ga, cuối của tuyến đường sắt cao tốc này là Đông Hải, 80% hành khách trên toa đều đến Đông Hải. Và Cao Tử Thành này là cậu chủ nhà họ Cao. Một gia tộc quyền thế đứng thứ hai ở Đông Hải. Nhà họ Cao chỉ đứng sau nhà họ Lý ở Đông Hải rộng lớn, nhà họ Cao từng là gia tộc quyền lực nhất Đông Hải, do nhà họ Lý ở Đông Hải được một ông lớn bí ân nâng đỡ nên bất ngờ nổi lên, chỉ trong vài năm đã thay thế nhà họ Cao. Cao Tử Thành cậu chủ của nhà họ Cao ở Đông Hải, Cao Tử Thành vốn đang ăn chơi đàn đúm ở Đề Đô, cách đây không lâu anh ta nhận được điện thoại của gia tộc, yêu cầu anh ta trở về Đông Hải trước 7 giờ tối nay. Tối nay nhà họ Lý, gia tộc quyền lực nhất Đông Hải sẽ thay đổi chủ nhà, Lý Minh Trạch nhà họ Lý mời khách khắp nơi, anh ta Cao Tử Thành là cậu chủ nhà họ Cao nên tự nhiên không thể vắng mặt. Điều quan trọng nhất là Cao Tử Thành và Lý Minh Trạch có một mối quan hệ tốt, bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, họ từng không ít lần gây chuyện trong nhà họ Lý ở Đông Hải. Vì vậy, khi Lý Minh Trạch lên nắm quyền, Cao Tử Thành phải đến chúc mừng. Lý Minh Trạch đưa tin quá muộn, cũng như Dương Tiêu. Anh ta không còn cách nào khác là đi tàu cao tốc. Bởi vì thời gian tiệc tối là 7 giờ, dù đi máy bay hay ô tô, thời gian đều đã muộn, Cao Tử Thành không còn cách độc, khác đành phải mua ghê hạng ai. Cao Tử Thành muốn thoải mái hơn đã đặc biệt chiếm chỗ của Dương Tiêu, còn định dùng tiền đuổi Dương Tiêu. Chỉ là Cao Tử Thành không ngờ rằng, anh ta không phải nhân vật nhỏ, anh ta đụng phải một quả bom siêu cấp. Nếu không bén lửa thì thôi, một khi bén lửa sẽ đủ làm tan nát cơ thể của anh ta. Anh là Cao Tử Thành, cậu chủ nhà họ Cao. Nữ nhân viên phục vụ nghe đến đây thì sắc mặt tái mét. Cô cũng là người gốc, Đông Hải, nên đương nhiên nghe nói về Cao Tử Thành. Cao Tử Thành là kẻ khét tiếng ở thành phố Đông Hải, không biết đã làm bao nhiêu chuyện đồi bại. Trước đó Cao Tử Thành nhìn trúng một cô gái, Cao Tử Thành đã trực tiếp đề nghị cô gái ngủ với mình, nhưng tất nhiên cô gái đã từ chối, Cao Tử Thành cưỡng chế ép buộc phá thân của cô gái. Sau đó, gia đình cô gái biết tin đã kiện Cao Tử Thành ra tòa. Vào ngày diễn ra vụ kiện, cha mẹ của cô gái qua đời trong một vụ tai nạn, cô gái nọ không rõ tung tích. Nửa tháng sau, thi thể của cô gái được tìm thấy ở mỏ than Tấn Tây, bị một nhóm đàn ông vạm vỡ chơi đùa đến chết. Không biết có bao nhiêu người dùng mình, những người thông minh chỉ cần suy nghĩ đều biết rằng tất cả những điều này đều do Cao Tử Thành làm. Cao Tử Thành nhìn chằm chằm nữ nhân viên phục vụ chế nhạo, đúng vậy. Ông, đây là Cao, Tử Thành, tối nay tôi sẽ dự lễ đăng cơ của cậu Lý Minh Trạch. Nếu ông đẩy không được nghỉ ngơi tốt, chậm trễ hễ đăng cơ của cậu chủ si Lý Minh Trạch, tôi con mẹ nó sẽ bán cô vào mỏ than Tân Tây. Cộp cộp, bị Cao Tử Thành đe dọa, nữ nhân viên phục vụ tái mặt,
cô kinh hãi vô thức lùi lại hai bước. Khi Dương Tiêu nghe thấy ba chữ Lý Minh Trạch, ánh mặt anh đột nhiên đông cứng lại. Anh biết Lý Minh Trạch, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng khóa chặt Cao Tử Thành. Cao Tử Thành nghe xong, trên mặt tràn đầy đắc ý, đương nhiên. Nói thật với anh, cậu Lý Minh Trạch là bạn chí cốt của tôi. Xem ra anh cũng biết cậu Lý, nếu đã như vậy, tôi khuyên anh đừng không có việc gì lại tìm rắc rồi. Anh biết tôi và Lý Minh Trạch có quan hệ gì không? Vẻ lạnh lẽo trong mắt Dương Tiêu lạnh đến cùng cực. Nghĩ đến Lý Minh Hiên bị Lý Minh Trạch bắt nhát sống chết không rõ, Dương Bảy Tiêu nhìn Cao Tử Thành hy. Nhìn chằm chằm vào một người đã chết. Lúc này, bất cứ ai dính tới Lý Minh Trạch đều bị Dương Tiêu cho vào danh sách đen. Cao Tử Thành khinh thường nói, tôi không quan tâm anh là ai. Nói cho anh biết, chân của ông đây không tốt lắm, nếu anh dám động vào ông đây, thân thể tôi xuất hiện tí di chứng nào, cho dù giá trị con người anh hơn 100 triệu tệ cũng không bồi thường nổi. Anh ta kiêu căng ngang ngược, như thế Dương Tiêu hoàn toàn không dám động vào một ngón tay của anh ta, như thể Dương Tiêu ở trước mặt anh ta là chú hề không lên nổi mặt bàn. Chân không tốt lắm, Dương Tiêu cười lạnh, nhìn chằm chằm Cao Tử Thành, trong mắt Dương Tiêu chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chân không tốt, vậy thì giữ lại làm gì, nếu đã như vậy thì phê đi. Phút, Dương Tiêu vừa rút lời, chân phải của anh biến thành một bóng mờ từ trên cao đáp xuống. Nhanh, quá nhanh. Chân phải của Dương Tiêu đi qua nơi nào đều nổi lên một luồng hơi thơ cuồng bạo, uy vũ khiến người khác choáng váng. Anh định làm gì, thằng khốn, anh định làm gì, nhìn thấy cú đá ngang tàng của Dương Tiêu, mí mắt của Cao Tử Thành nhảy loạn xạ. Anh ta không hề ngờ tới Dương Tiêu nói một lời không hợp đã ra tay với anh ta, điều này khiến Cao Tử Thành vô cùng kinh hãi. Răng rắc, giây tiếp theo, chân phải của Dương Tiêu mang theo sức mạnh ngàn cân đạp mạnh lên chân Cao Tử Thành. Xương bánh chè của Cao Tử Thành phát ra tiếng chói tai, và Cao Tử Thành còn hét thảm thiết như giết lợn. Không có cảm giác, chân của Dương Tiêu rơi vào người Cao Tử Thành khiến anh ta chỉ cảm thấy đầu gối bên phải của mình hoàn toàn mất hết cảm giác. Trời ạ, nhìn thấy Dương Tiêu dám ra tay với Cao Tử Thành, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đôi mắt của nữ nhân viên phục vụ mở to, cô nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới lại có người ra tay với Cao Tử Thành, cô đã từng nghe qua thủ đoạn của Cao Tử Thành tàn nhẫn như thế nào. Ra tay với Cao Tử Thành, người đàn ông này bị điên sao? Oi oi in Cao Tử Thành tỉnh táo lại, anh ta ôm đầu gối khóc trong đau đớn. Thằng nhóc này có lai lịch gì? Chẳng lẽ cậu ta không biết Cao Tử Thành là cậu chủ nhà họ Cao ở Đông Hải à? Điên rồi, thằng nhóc này chắc chắn điên rồi. Lại dám ra tay với Cao Tử Thành sẽ không bao giờ tha cho cậu ta. Đúng vậy, Cao Tử Thành luôn luôn có thù tất báo, e là thằng nhóc này xong đời rồi. Nhìn chằm chằm vào Cao Tử Thành đang khóc hú hét, nhiều người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tràn đầy thương hại. Mắt Cao Tử Thành đỏ lên tại chỗ, anh ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, tên khốn, thằng danh nhà anh dám tấn công tôi, con mẹ nó anh không muốn sống nữa hả? Tôi không muốn sống nữa. Dương Tiêu cười lạnh. Vẻ oan khoảnh khắc tiếp theo, tay phải của Dương Tiêu biến thành một bóng mờ túm đầu Cao Tử Thành, mở cửa số tàu cao tốc ra, Dương Tiêu túm đầu Cao Tử Thành đặt ra bên ngoài cửa số. Vù vù vùi đường sắt cao tốc lúc này đang đi với tốc độ siêu cao, đưa mặt ra ngoài, từng đợt gió lạnh ập tới, cả khuôn mặt của Cao Tử Thành đã biến dạng. Cảm nhận được ý định giết người trên cơ thể Dương Tiêu, lúc này Cao Tử Thành tràn đầy sợ hãi. Không, không không không, đại ca, tôi sai rồi, đại ca, tôi thật sự sai rồi, hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Cao Tử Thành kinh hãi hét lên. Anh ta không phải kẻ ngốc, ngược lại Cao Tử Thành rất khôn ngoan. Anh ta biết nếu anh ta không xin tha, có lẽ Dương Tiêu sẽ thực sự ném anh ta xuống tàu cao tốc. Tàu cao tốc vừa chạy, mỗi giờ ít nhất phải chạy với tốc độ 200, nếu anh ta bị ném ra ngoài nhất định sẽ chết. Điên rồi, đứa nhỏ này điên thật rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu đầy toàn bộ đầu của Cao Tử Thành ra khỏi cửa số, nhiều người kinh hãi nuốt nước bọt. Dương Tiêu không muốn quá đầm máu và tàn bạo trên tàu cao tốc, anh chỉ chấn động Cao Tử Thành, sau đó lạnh lùng nói, còn dám âm tê. Còn dám hung hãng ngang ngược, tôi không ngại khiến cả nhà quyền thế giàu có của anh ở Đông Hải chịu thiệt. Cái gì? Khiến cả nhà quyền thế giàu có của bọn họ ở Đông Hải chịu thiệt? Chịu thiệt gì? Đến lò thiêu tiễn đưa anh ta sao? Vâng, vâng vâng vâng, Cao Tử Thành hôn bay phách lạc, anh ta bỗng trở nên thành thật hơn rất nhiều. Mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng, làm được không sợ chết, câu nói này được thể hiện một cách sinh động trong lòng Cao Tử Thành.
nhìn Cao Tử Thành như một quả bóng xì hơi và trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhiều người thầm cảm thấy kinh di trước phương pháp của Dương Lêu. Nữ nhân viên phục vụ bị sốc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự tồn tại ngang ngược hào hùng như Dương Tiêu. Cao Tử Thành, cậu chủ nhà họ Cao ở Đông Hải bị xì hơi trong tay người khác, cho dù đã biết thân phận cũng dám đối đầu với anh ta như thế này, thật sự rất uy vũ. Trong phút chốc, ánh mắt nữ nhân viên phục vụ nhìn Dương Tiêu xuất hiện nhiều tầng gợn sóng. Ngồi yên, còn dám động đậy lung tung, tôi đánh gãy hai cái chân chó của anh. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Vâng, lưng Cao Tử Thành đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngồi vào chỗ ngồi, Dương Tiêu từ từ nhắm mắt lại, không để ý tới Cao Tử Thành. Cao Tử Thành nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trên mặt đầy vẻ hung ác, anh ta rất muốn giết Dương Tiêu, nhưng đáng tiếc Dương Tiêu quá hung tợn, mà anh ta lại không có vệ sĩ, đành phải tạm thời nuốt cơn tức xuông. Sau khi xác nhận Dương Tiêu đang trong tình trạng nhằm mặt nghỉ ngơi, Cao Tử Thành lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Anh Đông, 3 tiếng sau tại ga tàu cao tốc tập hợp anh em đến đây. Tôi bị bắt nạt trên tàu cao tốc, khi xuống tàu tôi muốn giết anh ta. Đồng thời cùng lúc đó tại thành phố Đông Hải, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt sắc như dao cạo nhận được tin nhắn, ông ta hét lên, các anh em, tập hợp, mau tập hợp, cậu Cao, Cao Tử Thành bị bắt nạt trên tàu cao tốc, đến ga tàu cao tốc, giết tên khốn sỉ nhục cậu Cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.